Cầu chăn nuôi xã Cư Vi được huyện ủy, ủy ban nhân huyện quan tâm đầu tư xây dựng, tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Thì có thể nói đây là một cái cầu huyết mạch đối với địa phương xã Cư Vi. Sau khi mà được khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng, đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đi lại của bà con nhân dân cũng như lưu thông hàng hóa, từ đó giúp cho phát triển kinh tế của địa phương của bà con là ngày càng là ổn định và đưa địa phương xã Cư Vi ngày càng phát triển.